Vỗ tay thì đơn giản thôi nhé, thả lỏng tay ra, nhớ là vỗ vào thì là nhẹ nhàng thôi. Đấy, vỗ thì nó gần thân chứ nó lại hỏng. Vỗ đó, vỗ lên, nhấc vai lên vỗ đó, bằng ngửa lên để nhìn nhìn đến trời vỗ. Đấy, kết hợp với đó là gì? Một hai ba bốn, quan quân về phò phai sinh, quan quân về phò. Đó, quan trọng nhất là gì? Ea cái mồm ra, phải dài cái mồm ra. Anh chị có thể thấy rất là nhiều, ví dụ như ngày xưa chơi nhỏ ấy, bánh khăn thì cứ cầm khăn chạy vào thì phải đấy, hoặc là thằng nào khỏe thằng ấy dài, thì cái việc mà anh chị vỗ đếm dài mồm ra như thế, nhớ là không một hai ba bốn lần. Đấy, vỗ tay nào. 1 2 3 4, hiểu đấy thì chậm chạy không cũng chậm thôi nhé. 1 2 3 4, thế thôi. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Đó, tập đều thì nó sẽ hành khí hoạt huyết. Chúc các anh chị tập chuẩn đúng đủ đều thì nó rất mạnh khí. Xin chào.